Nghe thiên hạ đồn á, nói là gái miền Tây quậy đục nước lắm. Bữa nay á, là em quậy lên sình luôn. Em dẫn mọi người đi bắt tôm càng với em nha. Vui dữ lắm luôn á. Trời ơi, tôi nhảy xuống thấy lắm. Hồi nào giờ đâu bắt tôm càng đâu. Đó, nghe bà chị của tôi suối chưa? Đó, phóng xuống đi, thấy con tôm lụm liền. Chưa bắt được con tôm á, chứ xém tí nữa là khô kẹp đứt cái tay rồi. Lần đầu tiên trải nghiệm bắt tôm càng á mà vui quá trời quá đất luôn á, bắt được con tôm quá trời mừng. Đó mọi người thấy em bắt tôm càng có giỏi không? Chưa giỏi bằng cậu em đâu. Một ta bắt 2 con, 2 ta bắt 4 con. Ai mà nói gái miền Tây quậy đục nước là tôi cự liền nha. Cái bà này ở Đắk Lắk tôm tôm nè, mà bà xuống miền Tây bà quậy không những quậy đục nước mà bà quậy lên sình luôn rồi. Tôm càng sau khi mà bắt xong rồi ấy thì bây giờ sẽ bán lại cho lái nha. Người ta vô tới nhà mua luôn á. Nhìn con tôm càng tươi xanh luôn, quá trời ngon mấy bà ơi. Không biết bây giờ chiều mình làm món gì ngon đây ta. Bây giờ luộc trước 4 con tôm đi với con cua nè. À, cua thì em luộc trước nha, tại vì nó lâu chín hơn tôm. Muốn ăn hải sản ngon thì nhất định là phải làm một chén nước chấm siêu cay. Ở đây em cho là 3 muỗng muối, 2 muỗng đường, 1 trái chanh, 2 muỗng sữa đặc. Đúng là não cá vàng thiệt chứ. Hồi nãy đặng chanh xong rồi, muối đặng chanh vô. Cuối cùng á là quên gì mọi người biết không? Quên ớt. Bây giờ phải đâm lại chứ sao vậy? Mới bơm mới xin vô có 5 mũi thôi mà quá trời quên trước quên sau luôn rồi. Cua luộc chín rồi, bây giờ cho tôm càng vô luộc chung nha. Từ hồi sáng giờ mồi tôm càng quá trời hôi sần này. Bây giờ sẽ miếng nước hoa cho nó thơm nha. Bữa giờ khách của em mua nước hoa xong rồi quay lại khen quá trời luôn á. Có chị thì nói mua nước hoa bên em giặt đồ xong rồi là vẫn còn mùi thơm nước hoa. Mấy chị có tin không? Không tin thì cũng phải tin nha. Tại vì thực tế là nói như vậy á, có tới 36 mùi hương luôn, nam và nữ đều có. Lưu hương thơm trên da là 24 tiếng, còn nếu mấy chị xài xịt lên vải quần áo thơm đến 2-3 ngày luôn đó nha. Nhìn cái dĩa tôm càng này có ai đổ mồ hôi lưỡi không ta? Thôi mời giới thiệu chú anh tôm càng đi mai mẹ con. Quá trời mắc cười dữ rồi, có bao nhiêu đó mà nói không được luôn á. Bây giờ mời tất cả mọi người tâm cảm với hai mẹ con mình nha. Siêu cay ha. Ăn con cua trước hay ăn tôm trước? Ăn tôm trước, ăn tôm bự. Tôm bự phải không? Tôm càng, cái này là công kỹ từ sáng giờ mình đi lặn lội nha mọi người. Cái gì cái càng à, đúng quá. Cái càng con tôm vậy nó thịt không á? Ăn tôm càng ai mà chê cái đầu á, chứ em mê lắm nha. Béo lắm luôn á. Cái chén nước chấm của em á cay muốn đều xé cái lưỡi luôn vậy đó. Cũng không biết giống ai sao mà nhây quá trời nhây à. Phải công nhận là không có cái gì mà bằng cua nuôi nhà nha. Chắc thịt dữ lắm luôn á. Mọi người đoán thử xem em miền Tây ở tỉnh thành nào.